Việt Nam gửi sang bên này á hả? Đấy, nhưng mà nó không có chùi, hồi xưa anh Phòng nó chùi với nó. Nó chùi nhá, nhúng nhúng đường vô nó mới chùi. Nhúng ví dụ thắng miếng nước đường, thắng nước rồi nhúng vô rồi. Nó chùi lắm, sao giờ nó không chùi, chắc lâu quá sao. Chùi là sao thầy? Nó chùi là nó nở phình đó đó. À chùi là nở phình ấy hả? Dạ. Giếng miền Nam hay sao? Không biết, người ta kêu bánh hồng nó chùi, kêu vậy thôi chứ có biết đâu, nó chùi nó nở bự ra, cái cạnh nó nở bự ra nữa nè. Kêu nó chùi, có biết đâu là cái từ bây giờ, dài rồi khi nghĩ là hồi xưa mình không có hậu ấy. Nè hả? Mà ví dụ giờ... nghe bây giờ nó nhìn chùi. Chùi là tiếng Việt có chữ chùi, nhưng mà chùi lại nghĩa nở như thành nói vậy. Ví dụ như hồi xưa đó là nướng nó vậy nào, để cho cái hồi xưa không có dĩ đâu, hồi xưa lấy cây tàu dừa đó. Yeah. Rồi mới đập nó rồi mới sọt vô chỉ là ba vậy là nó là ba cái tia nè. À, nướng mà lật qua lật lại vậy là tôi mới gọi là nướng bánh hồng hoặc là bánh tráng đó. Nó nở như bánh là cái nào từ cái nó nở chùi xuống kìa, là chùi cái phải vô nó vũ như nè. Không biết là bây giờ cái nghĩa đó tới bây giờ thật sự ra thì cũng không có suy nghĩ, nhưng mà xưa ông bà nói vậy thì mình nghe nói vậy rồi cái tới thì... hiểu nó là cái gì vậy hả? Hiểu có nghĩa là tại vì nó ngay trước mắt này nó nở bự ra tới chùi đó cái bánh đó, nhưng mà cái dĩa thôi thì tất là nó nở cái về nó mở cái khi nó gần mà cái mâm là rồi. Nếu mà những người mà tao quét tao cán khéo á, tao cán dày á, rồi cái bề này là nó nở bự ra, có khi nó nở cái nó nở bự lắm ông ơi, cái ăn nó rất là ngon. Thì như vậy đó mới lấy cái mức mà gọi là mức dẻo á, mức dẻo bằng đu đủ với gừng á, rồi mới trét nó vô, giống như là ở bằng bề ngoài ăn bằng cái gọi là mạch nha vậy đó. Dạ, cả mạch nha. Dạ. Còn này thì lấy cái mứt đó đó, gọi là mứt dẻo đâu, chứ mứt dẻo lấy cái đồ mà tới giờ khách tới Tết thì nhà nào cũng có mứt dẻo. Sao bây giờ từ từ bỏ phong tục đó nghe. Chưa đó ai tới cũng mời mới ăn mấy mứt dẻo. Thì có cái mấy con cái cây sâm mứt đó chứ thôi đâu có cái sâm mứt đó là nó từ cái vụ mứt dẻo đó. Rồi bây giờ chấm nó vô mới dặn mới vậy nè. Thành cột về ăn nước trà nè, con chưa được rồi. Không là tét cái bánh phòng rồi nè. Chứ bánh phòng mà kẹp bạc nha chắc nên bánh phòng có trong ngày Sài Gòn này cũng có bán, mà đa số miền Tây nhiều hơn. Không, miền nhiều cái đó là miền ngoài nhiều hơn, còn miền Tây với bánh phòng này nó ngọt rồi. Miền ngoài cái bánh đa đó nó tét cái đó bên... cái miền Bắc thì kêu bánh đa, nhưng mà cái bánh phòng này khác là thầy. Bánh phòng nó mềm hơn mà nó không có mè. Dạ, cái miền Bắc cái bánh đa này có mè. Cái nó khác, nó không có ngọt, cái đó bánh phòng này đã ngọt rồi. Nhưng mà thường bánh phòng này là thuộc chính gốc của miền Tây nè. Và nó là bằng nếp. Còn thường cái bánh phòng mà ông nói đó, nó là bằng gạo. À thế à. Gạo thì thành ra nó dần dần mới tét cái rứa mạch nha lên rồi mới ở gần trong miền Nam thì ta nạo. Ta lấy cái đầu ta nạo dừa, ta lắc lên. Dạ, nhặt lấy tí. Còn này á là phòng bằng nếp. Rồi ăn là tới cái ngày mà bà con lại dự Tết mời ăn vui chơi á thì lấy miếng mứt dẻo đó, mứt rồi mới đó. À, còn không á, không là làm bánh tét. Bánh tét ví dụ giờ mời ông vậy nè, cái khăn bánh tét để đây úp lại vậy nè, rồi cái gì nè. Thế hả? Bánh tét kẹp dạ, cái phòng này bánh tét chuối đó là kẹp phòng này nè. Nó vừa cái nếp trong đó đó. À, cái phong tục nó vậy đó. Thế hả? Con chưa ăn được ăn bây giờ, con chưa được ăn cái đó bây giờ. Bánh tét chuối đó, cắt khoanh mỏng mỏng ra, rồi lấy bánh này nó cũng một bờ. Vâng, kẹp vô. Hai kẹp vô. Hamburger ở Mỹ. Đó là ở miền Tây, tôi nhớ như in vậy đó. Mà hồi đó còn nhỏ quá, đi hồi... Năm mới có 7-8 tuổi à, nhỏ hơn 7-8 tuổi nữa. Thì bà ngoại tôi năm nào cũng quết, vì nhà bà có cái cối hồi xưa, cái cối bằng gạch, bằng cây không nhớ không? Rồi bằng cái chài nó bự, bằng cái đầu bự đầu gói nè. Rồi bà thì khéo lắm, thì tôi nhớ rất kỹ là dùa hay lắm nha, gọi là dùa bột á. Cái quết một cái phình, thì bà là tở ra bà lấy vậy nè, rồi bà dùa vậy nè, rồi cái làm cái phình. Cho nên là từ cái ngày bắt đầu ngày rằm nè, rằm tháng chạp, cho tới cái ngày 23 là dường như là bánh quết phình vậy đó. Yeah. Ừ, mà quết mình nhưng mà nó khổ ngặt nổi đó. Cái thời đó nó khổ sao á. Cái bánh đó, nó bị lộn gạo á. Mỗi lần ăn nó mình nhất là cái thời tuổi trẻ tụi mình nó thay răng đó.
ăn giải hoài là cái gì, ăn rất là gạo á, nó cứng cái răng mình nó chung nhất đó. Nhớ là cái kỷ niệm tuổi trẻ mà giờ mình đâu còn bao giờ nữa đó, đó. Ông ba đâu rồi ông ba? Ủa? Ừ. Sao đòi đi vô, cũng vô thăm nó trước thì trời. Cái chị bánh phòng nè, cái phòng này gọi là phòng nếp, phòng chùi. Còn phòng mì á là làm bằng bằng củ bì, củ phải mì á. Nhiều loại bánh phòng vậy á. Nhiều loại lắm, rồi bánh phòng vừa nếp vừa gạo nữa. Rồi bánh tráng nữa. Mà ở Bến Tre thì nó có danh từ là bánh tráng nghĩa là bánh, cái đó là có trà rồi đó. Cái bình đó là có trà rồi. Không thì uống bình đó đó, bình đó ngon hơn. Dạ. Bình đó trà cốt đó. Lúc nào hoa cũng hoa mình trà cốt cho nhau không. Nói là bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phòng Sơn Đốc á, là ngon nhất. Danh từ, danh, cái gọi là cái câu danh ngôn nó thành có tiếng luôn đó. Bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phòng Sơn Đốc. Ở Trà Vinh thì có bánh tét trà cuôn. Mỗi tỉnh nó có cái thấy không ba? Trà Vinh năm thì có bánh tét trà cuôn phải không? Bánh tét. Bánh tét trà cuôn hay là bánh bánh bánh, bánh ú? Bánh tét. Bánh ú ở đâu? Bánh ú, bánh ú ta làm thêm cho chỗ nào cũng làm nó, nhưng mà nó không đặc sản của trà cuôn. Uh-huh. Trà cuôn thì chỗ má tôi để trà ra đó. Má tôi để trà cuôn. Má tôi để trà cuôn nè. Nếp này, dạ, con bánh ăn bánh phồng kìa, phải lấy mấy bạn bánh phồng này là bánh phồng mì, không bánh phồng tôm, bánh phồng nếp, nếp à, không nếp. Cho nên tôi nói cái chữ chùi đó, là bây giờ đó ông đang đang hỏi kìa, thường ở quê mình nói ví dụ bánh phồng mà để lâu quá nước nó hết chùi, cái nói giờ nó không chùi là phải thắng với nước đường đúng không? Là nhúng vô rồi bắt đầu đem đi phơi lại. Mấy cái từ địa phương đó, cái từ chùi là sao? Hồi xưa người ta sử dụng, chứ giờ có ai biết chùi là gì đâu? Ừ. Như anh không biết nữa hả? Không có, tôi còn rành chữ chùi là cái gì? Mình nhớ, ông có nghe đúng không? Chùi, tôi không có. Ông có nghe cái chữ chùi đúng không? Không có, chùi tức là trơn trợt hay sao, hay là nó muốn gì đó. Bởi vì bây giờ mình phải... Cái này anh á, không, ý ông nói vậy tức là chùi tức là không có smooth thì không có trơn đó. Không phải, nó mới nở ra nhiều. Không có nở lên đi. Hai chị Bình Đông, hồi xưa nè, tôi kể ông nghe nè, ông nướng vào đúng không? Tôi thích chưa? Thì không nở, tức là không có nè. Hồi xưa là hai cái cây kẹp bánh đây nè, kẹp bánh nướng cái gì. Mà nếu mà là qua là ở dưới này bằng rơm hoặc là bằng than, nhưng mà thường cái bánh phồng là nướng bằng rơm đúng không? Dạ. Rồi bắt đầu nướng đầu tiên là tôi nhớ là vậy là đó, là cái đó nó nở từ từ, cái lạc qua là dạ. Rồi cái nó chùa cái vũ phạch 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 đây nè. Và cái bánh phồng này trước khi muốn nướng á là phải xé mấy góc thế này nè, bởi vì cái góc nó dai. Sao lại muốn nướng á hả? Không, xé nhỏ nhỏ để cho nó nở luôn, nó nở đó, đó rồi gọi nó chùi, nó chùi khi nó nở nó một bự 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 vũ vậy nè, vũ vậy nè, bởi nước phòng nó đây mình nói như trở bánh hồng vậy đó. Bảo với cái tiếng chùi nó bởi vì bây giờ mình phải nhắc tới lại coi để trên mạng người ta nghe đó. Vậy thế nào cũng còn những người xưa, chứ là thật sự tôi cũng không nghiên cứu làm gì rồi, chứ không có ai chữ sử dụng cái chữ đó hết á. Mà có nghe không? Ông nghe chữ đó không? Nghe tiếng chữ không? Trời ơi, cũng khó nghe lắm, không nghe đâu. Bên nào ông nói mới hiểu á hả? Mới để hình dung lại coi là ai đã sử dụng rồi. Mà cái anh bánh phồng này ở Việt Nam bây giờ Việt Nam, ôi trời, cái này ăn thường xuyên. Này là quê mà. Ăn thường xuyên, nhưng mà cái rìa này đó, nếu mà ổng nói là đúng, nó không xé nhỏ ra đó, nó không nở cái góc này, cái cạnh này luôn luôn nó bị cứng. Ừ, cứng. Nó còn cái hộp nếp ở đâu có hay sao, nó cứng. Không phải. Nó không nở. Nó không chùi, nghĩa là nó nở ra rồi thì nó kẹt vậy đó. Giờ bây giờ nó tiếng chùi nè. Bánh cho bà con nghe tới cái từ đó nè. Đó. Còn tôi nói cái hộp nếp là vậy, nó không phải hộp nếp không nở. Nếp là đã không là còn bớt, nó đã nở rồi. Chỉ có cái không nở là gạo, nó lộn gạo đó. Sao nó dính vô cái miếng nếp, mà cái thứ nếp mà đã lộn gạo rồi, nó không có chịu nở. Tôi không biết sao kỳ cục vậy nha. Không, cái này phải kiếm mấy cái ông mà nghiên cứu về, không phải là giữ học mà nghiên cứu về. Giờ ở đây là phải kiếm ông Sơn Nam rồi đó, để giảng Sơn Nam, mình để Sơn Nam mất rồi hả? Mình Sơn Nam mất rồi. Sơn Nam, ông... mấy ông mà chuyên nghiên cứu về lịch sử dân Sơn Nam rồi, ông gì quên, ông gì vừa giáo sư Nguyễn Khuê đó. Không phải, ông gì Khuê, Trần Giảng Khê. Ôi, chết rồi, không thì ông ý đó là mấy gì đó là nghiên cứu. Mấy ông đó thì rành mấy cái này lắm à.
Rành ông cái này tiếng địa phương mà sao rành hết chắc. Không, Việt Nam mà. Địa phương mà sao rành hết. Ông Việt Nam mà. Một cái vùng Việt Nam lớn lắm mà. Đúng rồi. Một cái vùng Sóc Trăng của anh ông lớn, Trà Vinh của anh lớn khủng lắm. Rồi anh hỏi mới một cái làng mà có cái tiếng riêng. Không, nếu mà nghệ sĩ Bảy Bá đó, cụ Diễn Châu, cụ còn hỏi cũng được nữa. Tại cụ là người Đông Xuân, Trà Cú đó, là cũng là người Rạch Nam Bộ đó. Bây giờ không, nhưng mà mình khi nói vậy là mọi người sẽ hiểu, sẽ phân tích được. Trước 75 tôi xin nói anh biết á, cái tỉnh Đại Vinh là cái tỉnh cục. Ừ. Giống như cái hẻm cột vậy đó. Nó tới ngã ba Vĩnh Long đó, đi thẳng về trời, đi quẹo trái về Trà Vinh 60 cây số, nó tới thị xã. Còn đi thẳng vô tới Cần Thơ 30 cây số tới Cần Thơ rồi. Mà đi qua Cần Thơ xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, đi suốt qua mũi Cà Mau luôn. Đó là ngã ba Trà Vinh đó. Người ta gọi là ngã ba Cần Thơ đó. Thì từ đó vô quẹo trái vô Trà Vinh, mà vô đó là thành cột rồi, hết đường đi nữa. Đặc biệt luôn. Dù cái tỉnh đó là cái tỉnh cột rồi, nó cột cuối cùng, không phải là cuối cùng nhưng mà nó cột vào trái cái là cột bên này. Vì nó bao danh là bao quay là biển, là sông Tiền, cái sông Hậu. À biển rồi. Cả biển. À. Nó chứ không phải giáp giới với Campuchia hả? Không có. Không. Nó không giáp Campuchia. Mà nó chung quanh là sông Hậu. Chung quanh là sông biển. Không, 12 bên qua sông Tiền, qua sông Hậu. À ra biển luôn. Nó là thuộc nó như Cù Lao rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó không Cù Lao, không nằm Bến Tre, nằm Giang. Nó nằm Giang chứ không không phải Cù Lao, mà Bến Tre mới là Cù Lao. À thế à, à vậy. Cho nên là cái tỉnh đó ngày xưa đó, người ta sinh sống bằng cái nghề chính của người ta là ruộng. Cái tỉnh Trà Vinh là rạc của người Khmer à? Ruộng không à, chứ còn cá là cá mắm rồi, là cá muối rồi đó, là đánh bắt tàu bè rồi đó, là rất là hạn chế chứ không có. Tại sao vậy? Tại vì nó cái dân ở đó ta sống như vậy mà gần. Nhưng mà đấy, người ta không có sống bằng cái nghề đánh bắt chính. Mà cái nguồn thu chính của người ta là ruộng. Ừ. Đi kèm là mới là đánh bắt thôi, chứ đánh bắt không phải là chính. Còn ở cái miệt sông nước chuốt với Cà Mau dưới kia đó là chính là ngày Cà Mau, Bạc Liêu rồi, Cà Mau, Bạc Liêu rồi mới là chính cái nghề đánh bắt vậy. Còn trên này người ta cũng có ghe vậy, nhưng mà đi đánh bắt gọi là vậy thôi, chứ không phải là nhỏ lẻ, chứ không có tập đoàn giống như Cà Mau. Cà Mau, Bạc Liêu dưới Trà Vinh nó giáp giới với bên này nghe. Không, Trà Vinh nó nằm giữa sông Cà Phê được. Trà Vinh nằm đây bên là Sóc Trăng, bên Cần Thơ, bên Vĩnh Long, bên đó. Nó nằm vậy đó như đâu thôi, chứ không phải là nó bị nó. Cái sao Cà Phê này ở đông vậy? Hồi xưa Bến Tre Trà Vinh là của người Khmer hết. À, nó ảnh hưởng Cà Phê dữ lắm. Không biết bị gì cả cái miền Tây là của Khmer. Cả miền Tây Trà Vinh, tại vì Trà Vinh nó với Sóc Trăng nó cách sông thôi. Giống như cái chùa của Thà chùa mà hồi xưa tôi xuất gia đó, là chiều á là ra mà ra sau là cái đài Sóc Trăng, cái đài của người Khmer đó, là họ phát thanh mình nghe đó, gió thổi rồi cứ chịu khó đi khoảng mấy cây số nữa là nếu mà người đã biết lội là lội qua sông Sóc Trăng bên kia luôn á. Miền Nam Việt Nam Sài Gòn trở xuống tốt cái kia đó là miền của Lê Văn Duyệt khai phá, rồi cái xuống nữa là Tôn Thọ Tường, xuống tới Rạch Giá đó, rồi còn tới ông Mạc Thiên Cửu nó chi. Mạc Thiên Cửu là đó là nó thuộc từ Tàu rồi. Không, Mạc Thiên Cửu. Mạc Thiên Cửu là trong này rồi mới ra Phú Quốc. Ông ở Kiên Giang trước cái đã. Thiên Cửu Hà Tiên. Xuống Hà Tiên. Kiên Giang rồi ông mới lớn ra. Mới ra Phú Quốc. Ở trong này xong rồi ông mới đi ra Phú Quốc cũng khai thác thêm. Cái gia đình nó nổi tiếng lắm á. Tao á. Thì gia đình nó Tàu Di Cư mà. Tạo Di Cư mà. Ờ thì Di Cư đó, đi Di Cư mà ông nổi tiếng gia đình á, giờ Bến Nhân còn lăng tích ông á. Ở đâu cũng vậy, giống như Sài Gòn này có chú Quả. Sài Gòn có chú Quả, miền Tây, miền Nam. Mạc Thiên Cửu, Mạc Tứ thì ông được cái tích điều mà sinh tử phù cừ đó. Nên nổi tiếng nhiều việc, nó dính tới đời, mà cũng dính tới đạo nữa đó. Đó. Đời thì có công, mà mở đất. Mà đạo thì dính tới vụ nào sinh tử phù cơ đó, là cái gì đó là lấn đất dành dân của người ta đó ông ơi. Ông đừng tưởng hiền từ gì. Cả cái miền Trung là của Tràm, miền Nam là của Miên. Ở đâu có cây thông nó mọc lên là đất nó nói Miên đó là đất đó của nó. Thì bây giờ là mình nói về nước Mỹ này. Chỗ nào mà có người bỏ vẻ đỏ luôn vực Cali bên kia, chỗ nào có gì đó, có mấy cái thấy không, cái nhà gì đó là họ nói của mẹ sao thôi mà, nói chung là thôi mạnh được yếu thua đi vậy. Mà cái cây thông đó có nghe nó lạ lắm á nghe. Ừ.
anh coi vậy chứ nó triền miên sống hoài, mà sống nó nhảy đâm chồi, đâm chồi nảy mọc, nó cứ mọc lên hoài, mọc lên hoài, hết cây già cái là cây non nó mọc tiếp, nó mọc hoài vậy đó. Thành ra miên nó mới nói chỗ nào có thuốc nấu, tại vì mà thuốc nấu cây thuốc nấu này được làm được cái gì? Cây đó cái trái nó để làm đường thôi, làm đường, làm đường thôi, thuốc nấu thôi cái gì, trồng củi thôi chứ làm gì đó, trồng làm củi vậy đó. Cây thuốc nấu bây giờ nó có cái cũng làm thuốc được, nó ngang nó cũng thuốc nam được, nó trị gan à, nhưng mà cái nó ngay gốc ở tay. Cái đó không biết sao chứ cái mã ông nội tôi, cái đất tôi mua chỗ gia đình tôi dưới quê đó, Trà Vinh đó, đi có 100 bước là cái cây thuốc nấu to đùng. Hồi đó tôi về tôi mua cái đất đó thì cái cây cũng còn bằng cặp chân tôi à. Còn bây giờ nó bự lớn rồi nè, mọc giữa ruộng ta vậy đó, là người dân nó phải khoanh cái đất đó lại để cây thuốc nấu nó mọc, không được đụng tới đó. Tại sao vậy? Thì để cho nó đẹp, nó che nắng, che mưa, bữa trưa người ta làm lúa. Cây nó như công viên dừa hay sao vậy? Như cây dừa, giống như cây dừa đó. Không. Nhưng mà đứng xa xa nhìn rất là đẹp. Giống như cây palm vậy đó. Nếu bây giờ, giải thích là Vinh Sóc Trăng á, mà không có cây thốt nốt là không có cái hồn. Thì Bến Tre là không thấy cây dừa, không thấy cây dừa là không có cái hồn nữa. Mỗi một tỉnh nó có một cái đặc biệt. Hãy mà bước đi về Trà Vinh mà không có cây thốt nốt thì thôi đừng nói Trà Vinh, không còn gì nghĩa. Giống như Hà Nội anh bây giờ á nghe, mà đốn hết cây bàng á nghe thì nó trật lắc, chứ không phải là Hà Nội đó. Hà Nội là phải có lá bàng, lá bàng rơi đó, vậy thì mới gọi là Hà Nội. Bây giờ mấy ông đốn sạch sạch rồi, không còn cái lá bàng nữa. Hồi xưa là dòng chính khúc Cửu Long mới chơi lắp hết cái cỏ tám mình nên nó phá cái địa linh nhân kiệt á. Tại sao lắp chỗ nào phải cờ cờ nào cơ? Dạ ông hỏi tôi đâu nhớ, tại tôi đâu phải cái máy đâu. Không phải, nhưng mà xe ra Kiều Long là có 9 cửa. Nhưng mà lắp hết cửa thôi. Lắp hết cửa để thôi. Tự nhiên hay là mình người làm? Thì mình hết chứ, đã cái đó thiên nhiên nó tạo rồi thì người làm. Nên nó phá địa linh nhân kiệt. Chứ đúng ra đó, cái địa linh nhân kiệt là nó dồn về miền Tây. Không biết cái vụ mà phá. Bởi vì phải Thác Sơn và Cửu Long thì nó mới đúng cái địa linh nhân kiệt để âm dương nó lưỡng toàn. Mày chơi lắp hết cửa rồi. Nó giống như hồi thời cái lăng của cụ Nguyễn Quỳnh Đức ở Long An, nhớ không? Long An cũng Pháp nó chơi đây, mà thời Pháp chơi này cũng hay lắm, mà lâu rồi giờ không nhớ, kể không có đầu có đuôi kỳ đâu thôi. Nhưng mà nó chơi nó hay ở chỗ là anh biết không? Cái bánh phồng mì nè. Cái này bánh phồng mì nó nằm nếp. Ông nhớ không? Ông nướng lên nó, ông ngậm nó ngon hơn là bánh lại ăn không lắm. Bánh gì dạ. Mà người ta ăn gỏi đó, người ta ăn gỏi nó có cái bánh phồng tôm. Bánh tôm. Ở đó. Nó mới ngon, còn hơn bánh phồng tôm, tại bánh phồng tôm anh làm có dầu, còn cái này không có dầu. Cái này không có dầu. Bánh phồng tôm thì cũng không có dầu nữa, giờ nướng mình bên đây mình cũng nướng chứ mình đâu có. Hồi xưa giờ người ta chiên không, bây giờ thầy mới nướng chứ trước giờ người ta toàn chiên. Thầy để nướng không có nướng mà ngon hơn chiên nữa, không có dầu. Nướng nó giảm hết không thầy? Để mấy cái quay chứ không có nước. Để mấy cái quay nó nở ra, phút nở. Nó có dầu, còn ông này hoàn toàn không có dầu. Đó. Nhưng mà nó có nước cốt. Dạ. Có chút nước cốt, có không ta? Nè, có cốt, ăn không vậy à. Còn nó không ăn không, người ta xé ra, người ta nhai. Không, này còn kẹp bánh ra, kẹp tới bánh tét nữa. Không tét ra. Không tét là một, kẹp cái ông. Anh bà này cũng biết đây, biết kẹp bánh tét đó hả? Rồi xưa, kẹp bánh tét túi á. Tụi tôi ăn ở dưới là ăn Hà Tiện, dân nhà quê mới ăn vậy, chứ còn thường thường là ăn rời vậy. Chứ ăn chung vậy là cho nó mong ngon. Bình này bình tiền là nước nè, bình nước đâu. Nó mong ngon. Anh đẹp vô cho mong ngon hả? Để nấu trên mạng như nè, để cho bà con ta nghe. Ta mới định nghĩa cái tại sao gọi là bánh phồng nướng nó chùi. Thế cái mà đã khi nói thì tôi cũng đâu nhớ đâu, thì khi nói mới nhớ chuyện chùi đó. Nó không chùi á, tới chừng là để lâu á, nó qua Tết tới tháng 2, tháng 3 đó không. Tới tháng 2, thôi không muốn đi uống hết trà nó đậm, nó uống chút gì được rồi. Tới tháng 2, tháng 3 đó, cái tôi bắt đầu tôi mới, hồi nó hết có chùi rồi đó, thì thắng nước đường, rồi đó bà ngoại tôi mới làm vậy đó. Bà ngoại thì chia nhiều bánh phồng rồi nè, rồi quết cái in vậy đó. Nghĩa là bây giờ thì không còn, thành ra hồi xưa cái cối mà đó là, à, ngoài vuông trong dạ đại vinh tròn đó, cái cối xưa cái câu đố đó, khi ăn gạo trắng, khi bòn gạo dân, khi trong nhà, khi ở ngoài sân, khi chơi bốn nguyệt, khi lăn bốn đèn đó, là cái bài cái câu đố của cái cối ăn gạo đó. Nói tới cái bích xong này tôi nghĩ chắc có lẽ ở chỗ cái ông Cần Thơ đó, ông rạch giá đó,
ông Bích, ông lớn miệng đó, thì khả năng là nói mấy ông nghiên cứu coi, tại tôi thật sự đó, tại tôi đó, tôi không phải là nhà sử học. Tại năm 1890 đó, tôi có về Rạch Giá để tôi lãnh cái công trình lấn biển đó, của tỉnh ở dưới đó. Hồi đó nó trả cho tôi cũng phải bằng tiền, nó trả cho tôi bằng cái núi đá kế bên đó, đường đi xuống Rạch Giá thì bên trái bên tay phải có cái núi đá mà nó khai thác từ hồi đời Pháp cho tới bây giờ cả trăm năm hơn rồi đó, mới mẻ con miếng. Từ xa ông nhìn vô cái núi khổng lồ vậy đó, mà cả trăm năm nay Pháp nó khai thác cái đó, nó mẻ con miếng rồi. Mà khai thác cái núi đá đó ông biết để làm cái gì không? Tôi cũng đã liên hệ với nhà máy xi măng Hà Tiên rồi đó. Tại lấy cái đó là đá non mà, núi vậy mà non đó nghe. Lấy cái đá đó chở về xi măng Hà Tiên hết đó. Toàn bộ nhà máy xi măng Hà Tiên là tiêu thụ cái núi đá đó không đó. Xây ra làm xi măng đó. Vậy là cái thời của ông là ông làm đó, là rốt cuộc xi măng Hà Tiên nó bị thưa kiện rằng là nó mới đem đi về, nó mới đem ra khỏi thủ đất đó hả? Thời không, trước đó nữa thầy, lúc đó thì bắt đầu thưa kiện rồi đó. Nhưng mà nó chưa có ầm ĩ lắm đâu. Đêm cái tối đi trực tiếp đi vô tới máy xi măng Hà Tiên, thương lượng nó xà lan về tới đâu rồi xe tải bốc ra làm sao rồi về tới đâu. Bắt đầu là tôi biết được Sài Gòn là lúc mà thương kiện xi măng Hà Tiên á. Ồ. Để tôi lấn biển đó hồi đó mà tính tới cái chuyện lấn biển là tính chuyện trời thần không à. Tại vì thiện ở đó mà làm. Vậy mà tôi về tới Hà Tiên, tôi mong man tới xi măng Hà Tiên, nó đồng ý là nhận cái núi đá bởi vì để cộng thêm cái sản lượng cho nó đó. Mà ngày xưa cái mức độ xây dựng nó cũng có chừng thôi, nhưng nó không mạnh như cái dạ. Đây sau này nó đầu tư nhiều lắm. Là cái thế tiến bộ của nhân loại khoa học thì mình đáng là trân trọng, mình đừng rất là mừng cho để cho nó có cái chỗ cho con cháu. Nhưng mà điều nó đưa lại một kết quả vô cùng hẳn hê. Cứ lấn như vậy rồi cái lấp rồi bây giờ tương lai á, thứ nhất là một mặt thì lấn mà một mặt thì móc, cái ghe nó xuống đất á, móc thì vô tình nó sụp xuống ha, mà chết một cái nha. Cái thứ hai nữa đó, các cái dòng sông nó chặn nước hết trơn, tới chừng mà rủi mà mê công mà nó đổ về một cái thôi, má nhìn nó ra là nguyên cái lục tỉnh Nam Kỳ là coi như là nước nó lên khoảng mười mấy thước, từ mặt đất lên mười mấy thước là coi như xác nó trôi lình bình như là cá mè mà nó tới mùa mà nó bây giờ hiện tại bây giờ Trung Cộng nó chặn hết rồi thầy, nó làm cái tập tâm điệp á chặn hết rồi không, nhưng mà tương lai nó phải tới xảy ra trời đó, tương lai là cái 6 tỉnh miền Tây nó phải dùng cho biển lửa nước biển nước thôi, tùy theo ông Trung Cộng ông ấy thả nước ra không đặt nước ra thôi nghe chạy từ trên dưới Hy Mã Lạp Sơn mới chạy xuống ông mới chặn rồi chạy về biển Hồ ở dưới Cao Miên mình nhé, cũng biển Hồ cũng cạn luôn, là Lào cũng cạn nước đấy ngay, rồi từ biển Hồ chạy về mình. À, gì ngày xưa á, cái địa nguyệt cái nằm ở ngoài miền Bắc thấy không? Ngày tới trường mấy cha chơi cái thời của vua Đinh hả, của ngài Đinh Bộ Lĩnh, rồi sau đó cái đầu tiên thì coi nước Nam là nhỏ bé mới gọi là ly lâu là ly lâu chứ không có ly, chứ không phải ly lâu rồi, ly là sau này đổi lại thôi. Từ ở phương Đông á, ở bên Tàu nhìn qua cái nước mà An Nam thời bây giờ là gọi là Mang Di Mội Rợ là Cung Ly. La Man. Cung Ly. Cung Ly hả? Vậy cho nên á, người Việt mình nó biết là người Việt mình đi tới đâu là quýnh tới đó, quýnh là tự xé rẻ nhau mà thiệt đúng nha. Bây giờ tôi thấy cái câu là họ dự đoán đúng bị cái Cung Ly. Cho nên là hợp vô là nó quýnh à. Thì ông thấy giờ người Việt mình qua bên đây thôi, tôi qua Mỹ cũng vậy đó, hả, họp cho làm ăn là vài tháng vài năm không ai chịu thua ai hết, không ai chịu ai đó, vậy đó thành ra Cung Ly. Cho tới thời sau này á, các nhà nghiên cứu nói thằng Tàu nó chơi mình rồi, không có ly được mà ly, đổi lại là ly lâu thành, cho đó nó tính nó tức gồm thâu, nó đặt là ly lâu thành. Biết. Cho nên cái tuồng mà của ông soạn giả Vĩnh Điền phải là soạn cái tuồng mà Trinh Trắc Trinh Nhị đó, hồi cô Trinh Trắc là cô Thanh Nhai cô hát đó, là lúc đó cô hát cái chữ đó là sai đó, thời của cô của bà Trinh á, bà Trinh Trắc là còn là ly lâu,
Nhưng mà của cô Thanh Nga có hát thì chắc lúc đó thần giả Vĩnh Điền ông không nhớ, ông mới để là Lui Lâu Thành. Thành ra khi bà Thanh Nga hát bên đây là hỡi phu tướng cách tường thành 50 dặm gì đó, rồi nó nay giọng cáo trước Lui Lâu Thành đó, là chữ ly là phát âm sai, lúc đó là Ly Lâu, sau này mới đổi lại là Lui Lâu. Yeah. Cái lịch sử nó như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu cái sau này á thì nó làm cho đủ thứ nội gia sáu thịt xong thì cái địa nguyệt á nó từ từ nó đưa vô tới cái miền núi, mà trên đó là cái Đà Lạt là chính đi, mình nói thêm miền núi Đà Lạt Paraguay. Thế thì nó muốn chơi phá địa nguyệt nữa thì nó mới đưa cái mỏ thép về, nó làm ngay cái Đà Lạt á lên cái đường cái khu vực miền núi đó. Thì cái kỳ mà nó cùng với cái trước cái thời kỳ mà dụ mà cho thuê đất 995 là nó phá cái địa nguyệt đó. Thì nó mỏ thép nào? Mỏ thép gì mà trên Đà Lạt đó. Đâu có Đắk Nông Nhân Cơ thôi, chứ trên nữa đâu có thép, chỉ có Nhân Cơ thôi. Không, Tàu nó mướn cái đất đó nó làm đó. Đó, nó 99 năm Nhân Cơ nó phá cà phê của người ta nó làm mà. Ừ. Chắc cái nông trường Nhân Cơ. Ngày xưa thì đó thì tôi nói đó miền núi đó, tôi đó, không đó, biết đó. Cái tỉnh nào. Khai thác đồng thao gì tục lúc đó. Đó, thành ra nó phá cái địa nguyệt đó bởi vì cái từ ở ngoài nơi thủ cũ đó, là thủ đô của dân tộc mình đó. Ừ. Ly Lâu Thành á chạy dài cho tới Cà Mau thì nó hình chữ S thì dí như một con người nằm dài, mà con người thì sống nhờ cái gì, cái rốn cái bụng rồi phải không? Ừ. Mà nó chơi nó khóa nó là ngay chỗ này có đồng có thao, nó chơi nó cứ nó lụi hoài không chịu nổi không? Trời, làm thì điều đó khổng lồ, nó làm đó là thật sự ra đó là nó chơi dân tộc Việt Nam rồi là sao như cái đỏ đất trục đi đó. Thành ra bây giờ ngay cả mà bây giờ thay gì á có những cái dự đoán ví dụ của đức tiên sinh, các vị tiên sinh về trước, ví dụ như tiên sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là các vị tiên sinh như gần nhất như ông Đạo Bán Khoai đồ đi, thì thật sự họ dự đoán trúng đó. Nhưng mà bây giờ nó không trúng là sao? Tại nó phá cái địa nguyệt mẹ rồi chính lúc xong. Ừ. Bởi vì Cửu Long Thất Sơn thì nó mới đủ âm dương lưỡng toàn, ông hiểu không? Hãy nói về chính nữ thì có Cửu Long, mà nam thì có Thất Sơn, mà Thất Sơn bảy núi dưới này Cửu Long là phải là cái địa nguyệt người ta ngon lành không? Nó chơi không biết sao vậy, đó là không biết ai sắp xếp không biết. Thành ra nó bắt cái trơ thành đây, vô tình mà ông Ngô Tất Kiệt, ông cứu nó là mấy ông về hội họp Thất Sơn, tao đâu dám về, nó phá địa nguyệt là ông nội bên này cứ nói tào lao chứ đâu dám về. Ví dụ như cái các gì Thiên Liên đi, mình nói vậy là người ta làm tao phải dòm dòm sao, giống như Đức Phật muốn xuống cõi ta bà rồi phải dòm dòm dõi của vua Tịnh Phạn bảy đời nhân đức mới dám họ thanh xuống chứ. Đằng này cứ bên này cứ la lên Thất Sơn là cái nơi hội tụ nhân tài, Thất Sơn là nơi hội tụ các bậc thánh chờ để rước các vị thánh về, nào là Đức Huỳnh Phú Sổ, rồi nào là ông Lê Văn Việt, rồi nào là gì đó vua Thành Thái Di Tăng, rồi rước hết sao rồi các ngài về đó hội họp. Nhưng mà nó phá trên hội họp gì? Nó chơi gọi là anh linh tiên đế bản hồn cha mẹ, tôi còn chỗ đó hội họp, đúng không? Ông đó ông làm gì mà ông giàu quá không? Ai thiệt á, thì làm ba cái đồ cung cấp lên nhà chính phủ á, làm ba cái bàn. Nói chung mỗi người nó có cái phước không à. Sao giàu dữ, người giàu lắm à. Có nhiều người á, ta làm đồ tắt mà tối người ta không giàu, ví dụ như ông Đan. Có nhiều người làm chơi chơi giàu đó cũng cái phước người ta. Nó đỡ thiệt à. Ông để dành phước sau á, chứ ông dữ lắm á thầy. Cái người có phước á thì các trò thấy à. Cái phước là tiền của nó tự nó bò tới nó tìm mình rồi nha. Cái phước của ổng không thành chưa rồi thấy không? Còn mà không có phước rồi cái đó thì cái bản thân. Chứ con bớt mớ cũng không thành chưa. Thì bản thân tôi nè, nói thiệt á. Chính có những lúc cũng đang thấy, có những lúc mình kiếm tiền sợ tháng này không có tiền theo không? Mà ngồi mà trong ngóng nó không bò tới. Mà có lúc không cần trong ngóng tự động nó bò tới mà ổng đang ổng giật mình đó nghe. Không xin sợ ai mà bò tới, mà có lúc mình cần nó không bò tới. Mình nói vậy đó, đó là cái phước hàm tình của mình nó còn vậy đó. Tháng này có ai bò một chưa ta. Bò nhiều quá chứ, bò nhiều mới tôi làm từ thiện á. Hôm qua tôi biểu, tôi nói thôi,
Bây giờ nói thiệt, năm nay là tròn tròn 10 năm. 10 năm tôi tròn 10 năm mới làm 11 á, là tại vì Tết thì là ăn 11 cái Tết ở Mỹ rồi. Thành ra tôi nguyện tôi có nhiều tôi bung hết rồi. Bung hết, miễn sao mà có tiền nhà, trả tiền nhà là thôi, lỡ hết tiền thì mình đi rồi đi ra xin ra đi lãnh đồ từ thiện ăn. Ra ngày hôm qua nó còn chỗ tôi chưa làm. Nó là cái chỗ mà bệnh viện tâm thần á, ở Trà Vinh á. Rồi hôm qua cô Tê cô chạy ra cô hỏi, nay nó lên nhiêu, gần 200 người tâm thần, ba mươi mấy đứa trẻ mồ côi ở chung nhưng mà nó riêng, ví dụ như cùng một cái khu khu đất đó đó, con gì nó cắn, không phải cắn mà nó ngứa, nên thành ra tôi nói thôi. Hôm nay nó ngứa có một chỗ rồi, ông cũng phải coi chừng. Có một chỗ ngứa hoài, hôm nay không có chỗ đâu ngứa hoài. Không, thì sao lên tại cô giận, cô dối không tới nè. Đó, đây chưa? Có cái cây gãi ông không xài. Cái dối không tới nè. cái bây giờ người bệnh tâm thần thì mình đâu có cho tiền, nó đâu có đâu đâu được đi ra đâu xài tiền, ta ra tao quýnh người sao, tao tự biểu đi nấu nấu thức ăn cho ngon đãi cho ta, đi mua bánh mì, mấy người bệnh tâm thần họ thích ăn bánh mì chả lụa quá lắm, với bánh mì họ mình mua hộp sữa vậy mà họ chế cho họ trét ăn là mà ngồi mỗi người nó có cái nghiệp á, mua bánh mì 10.000 đồng một ổ với chả lụa nữa là cho 15 đi, cho bự mình bự làm 200 ổ rồi cái ủng hộ thêm mấy triệu cho ta nấu ăn buổi trưa đó. Nhưng mà bây giờ á mình làm mình biết thôi chứ thật sự vô quay phim nó kỳ, bởi vì lý do là đang lúc dịch bệnh, mà nếu mà lỡ trong cái bệnh tâm thần mà một người á mà lây cái là nó chết người ta cái bệnh viện, người ta cũng tự không phải cái bệnh viện, cái đó là cái trại thôi, tập trung hả, cả cái không phải cải tạo, tập trung tập trung những người bệnh tâm thần. Thì cái người mà quản lý trong đó tới ba mươi mấy người á, thì mấy 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 mỗi khi nó nổi cơn điên rồi nó quýnh lộn người ta mới can thiệp, rồi nào bác sĩ, rồi nào tắm rửa, rồi nào là cái gì đó quét dọn, rồi nào là nấu ăn, rồi là tất cả ba mấy người. Hồi nay giờ tôi nghĩ tôi nói thôi có bao nhiêu tôi cho bao nhiêu, rồi có bao nhiêu cho bao nhiêu đi, kệ thấy cũng tội thôi. Quên, hôm nay mình biếu, thí dụ như dưỡng lão mình biếu rồi, chùa chiền mình cúng rồi, người nghèo mình cũng giàu không hết, nhưng mà mình có làm rồi mà còn tâm thần. Thành ra thay gì thôi, làm chỗ bệnh viện tâm thần nữa. Vậy thôi, thầy cho con 100 đi. Không phụ 100 nha. Dạ. Trời ơi, nghe nói gần 200 người, mà thiệt 200 người mà nổi cơn lên, cái nó quýnh lộn, mấy cũng chục lại, người. Cũng lại kiếp người nó khổ. Bởi thấy tội, đừng nghe thôi. Nhiều người đã nói là có khi tâm thần mình sướng hơn là tỉnh hết. Không biết cái mẹ gì đó. Mình sướng hơn là tỉnh. Thì đúng. Tỉnh có khi mình còn lo chết mẹ hơn. Đúng. Mình lo, đó cũng hay. Tại vì có câu chuyện là tôi kể hoài đó. Cái ông đó, ông đại Phật đại gia. Mà tự nhiên cái ông có cái bệnh lãng quên. Đây câu chuyện Phật và Phật nói đó nghe không? Lãng quên, mà điều nói Phật chứ đừng nói, đừng bắt lỗi tôi nói Phật nào, bởi vì nó là trong cái câu chuyện Phật giáo á, thì cái đỡ thừa là Phật nói thôi. Ví dụ như giờ ông đang đi, giờ lơ qua gặp ông ba, không biết ông ba là ai, cái gặp thì không biết gì đó, rồi cắt đầu cái gặp tôi cũng biết, tôi không nhớ tôi ai, thì nhớ mang ma, không nhớ là cái tên gì thì kia nọ, cái bệnh lãng quên vậy đó. Ông mới cái ông mới tức quá, ông nói trời sao tôi thấy anh mà tôi không nhớ là ai, là kia tức cái người mà lãng quên tức chứ không tức quá, ông mới đi dán cái kia vào cái cáo thị đó, nếu thầy thuốc nào mà giỏi mà trị cho tôi được cái bệnh mà nhớ lại đó là tôi sẽ hiến bao nhiêu gia tài vậy đó. Thế thì ông con thầy thuốc giỏi đại tài mới lại khi ghi danh để mà thì ổng có bệnh nhớ lại nhớ. Hồi ông lãng quên á, thí dụ giờ tôi lại tôi thăm ông ba, lại thăm ông đa, mà ông đa ông quên rồi, thành ra ông không đi về mẹ cho rồi, chứ không nhớ tôi mình ở chi phải không. Còn nhớ ngồi kể chuyện tao sao thất bổn thì nó mới. Thành ra ổng thấy là lúc đó ổng tưởng đâu vậy, là ổng cô đơn, ổng buồn bã. Cứ con cháu rồi bà con thân nhân bạn bè tới thấy mình không nhớ gì tới, nó chán nó bỏ về, chán bỏ về, thì ông thấy ông cô đơn ông buồn bã.
Nhưng mà tới tiền mà trị xong ông nhớ rồi cái đó thì hết cái này nó lại cậu đứa kia chú đứa nọ bác đứa nọ dượng đứa nọ ông nội nọ bà ngoại đứa nọ là chủ chủ là tới rồi trời ơi nó đeo suốt ngày suốt đêm ăn ngủ ông mới có tiền đâu thì ông đại gia mà. Đại gia thì đúng rồi còn phải nhận đi thì nói chuyện đại gia thì kẹt cái bình gia thì là ông ăn ngủ không được rồi hồi xưa ông quên vậy đó mà ông muốn ngủ đậu vô đi ngủ à kệ mày muốn làm gì kệ mày mày tao không có lo gì hết đây tết thì ông nhớ là một cái đó thì bắt đầu ông nhớ là bữa đó là mày mượn tao mấy cái vàng mày chưa trả ngỡ kia hùng công ty làm ăn rồi nói mày kia ông nhớ hết ra cái nọ rồi tao ngày đó đi đòi nợ ông cũng điên cuối cùng nói trời ơi sao mà mấy tháng năm mình lãng quên sao mình hạnh phúc quá mình an nhàn quá còn bây giờ từ khi nhớ tới bây giờ rồi đó ngủ không được rồi sợ mấy con nợ nó lé lên giết lé còn nó quên nó đâu có quan tâm bây giờ nhớ đi đòi nợ nó sợ nó giết lén nữa khổ quá cùng khổ thế thì ông quyết định ông dán cáo thị trở lại để cho ông ai mà trị được cho ông bệnh lãng quên trở lại như cũ đó thì ông chia nửa gia tài dán cả năm không ông nào dám tới cuối cùng đi mời cái thầy thuốc cũ á cậu uống thuốc lại ông nói thật sự là ông có cái thuốc trị cho nhớ dài chứ ông không có thuốc cho mình trị cho đã quên hết trơn ok tôi con cảm ơn thầy nè, em cảm ơn thầy dạ con đi đây cái insulin của mình á dạ. Tôi đi tôi làm cái hàm răng tôi nè oh man 2,000 mấy 3,000 nó cover hết Medicare mới hiệu lực á anh đỡ khổ đó nó mới hiệu lực.